Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập Tập 52 thị chư chúng sanh hữu như thử tập lâm mệnh chung thời phụ mẫu quyến thuộc nghi vi thiết phước dĩ tư tiền lộ đây là nói đến tu phước người thân quyến thuộc phải làm thế nào để giúp đỡ họ lúc họ còn sống khuyên nhủ họ họ không chịu quay đầu chúng ta biết được họ nhất định sẽ đọa ác đạo là giống như bà la môn nữ và quan mục nữ ở phía trước đây là tạo nên mô phạm làm nên tấm gương cho chúng ta khi người thân quyến thuộc tạo tác tội nghiệp đọa lạc đường ác phải làm thế nào Cần phải tạo phước cho họ Tư là giúp đỡ Hy vọng có thể Có sự giúp ích Cho tiền đồ của họ Người chân thật Có thể giúp được Xin thưa với các vị Chỉ có Phật Bồ Tát ngoài chư phật bồ tát ra thì quá khó quá khó rồi ai có thể giúp đỡ được chứ phía dưới đây là dạy cho chúng ta phương pháp tu phước phương pháp tu phước nhiều vô cùng chỗ này chỉ đeo ra vài thí dụ hy vọng chúng ta có thể từ trong những thí dụ này có thể nghĩ đến rất nhiều phương pháp và lý luận tu phước khác nghe một biết mười hoặc huyền phan cái cập nhiên du đăng hoặc chuyển đọc tôn kinh hoặc cúng dường phật tượng cặp chư thánh tượng nảy chí niệm phật bồ tát cặp bích chi phật danh tự nhất danh nhất hiệu lịch lâm chung nhân nhĩ căng hoặc văn tại bổn thức thị chư chúng sanh sở tạo ác nghiệp kế kỳ cảm quả tất đọa ác thú duyên thị quyến thuộc Vị lâm chung nhân tu thử thánh nhân Như thị chúng tội tất giai tiêu diệt Những gì trên kinh nói Dường như rất dễ dàng Sự việc này làm được rất dễ dàng Có thể có hiệu quả lớn như vậy sao? Như thị chúng tội tất giai tiêu diệt Có thể có được hiệu quả lớn như vậy không? Người hiện nay đọc xong Không có người nào không hoài nghi Chúng ta cũng hoài nghi Nguyên nhân của hoài nghi Là chưa có thật sự hiểu Đối với những gì đã miêu tả trong đoạn kinh văn này nếu như thật sự hiểu rồi thì bạn sẽ không còn hoài nghi nữa nhân tố thứ nhất là phải có chánh pháp trụ thế chánh pháp không còn nữa chỉ còn hình tượng này hình tượng không có tác dụng hình thức không có tác dụng gì như vậy thì những tội đó không thể tiêu diệt nổi rồi người xuất gia chúng ta không có kiên kỵ gì phải nói lời chân thật có một số người xuất gia bạn xem hàng ngày siêu độ thay cho người khác cuối cùng mình chết rồi vẫn bị đọa ác đạo bạn thử nghĩ xem họ có thể độ người khác được không đây chẳng phải là bằng chứng hiển nhiên bày ngay trước mắt hay sao chính mắt chúng ta xem thấy Người xuất gia lúc sắp mạng chung mê quạt điên đảo Tướng đó xấu vô cùng Không phải là tướng lành Chẳng phải họ hàng ngày treo phan lọng Thắp đèn dầu đọc kinh mỗi ngày hay sao? Ngày hôm kia cư sĩ Lý Mộc Nguyên báo cáo Nói với chúng tôi có một vị xuất gia Mỗi ngày thức dậy Từ lúc 12 giờ khuya Tụng kinh mãi cho đến trời sáng Kinh gì cũng tụng Đến cuối cùng lúc lâm chung Người ta bảo thầy niệm a di đà Phật Thầy liền dung nắm tay lên Đi trong trạng thái mê hoặc điên đảo Cho nên chỗ này Điều kiện thứ nhất là chánh pháp trụ thế mới có hiệu quả này Chánh pháp không còn nữa Làm ra vẻ hình thức như thế này Thì không có hiệu quả gì rồi Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Thường nói với chúng tôi Không sợ không có chùa Chỉ sợ không có đạo Không có chùa, không có sao cả Chỉ cần có đạo Đều có thể siêu độ được Thật sự có thể siêu độ được Chúng ta xem thấy Ở trong ảnh trần hồi ức lục Của Lão Pháp Sư Đàm Hư Cái đoạn 8 năm lặng lẽ đọc lăng nghiêm đó Người ta không có chùa Nhưng người ta có đạo Thì có thể siêu độ Phải biết được ý nghĩa của treo phan lộng là gì phan là cờ xí sí ở trong phật môn có dụng ý gì là thu hút đại chúng đến nghe kinh nghe pháp cộng tu là có cái ý nghĩa này phần trước chúng ta đã từng đọc thấy tôi có đặc biệt bảo cho các đồng tu lưu ý trên tràng phan bảo cái tuyệt đối không được phép dùng danh hiệu của Phật Bồ Tát không được phép dùng hình tượng Phật Bồ Tát vì sao vậy đây là đồ cúng là đồ cúng dường không được phép dùng Phật Bồ Tát để cúng dường Phật Bồ Tát vậy thì ra cái hệ thống gì nữa chứ chúng ta có treo tràng phan Bên cạnh Bồ Tát Địa Tạng Trên Đại Điện Trên Tràng Phan cũng viết là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Đó cũng là dùng Bồ Tát Địa Tạng Để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng Chúng ta phải sửa lại Người khác thì không thể nói Cho nên Tràng Phan Bảo Cái Không theo danh hiệu Phật Bồ Tát Phải biết đây là đồ cúng dường chúng ta nếu cúng dường là dùng tâm thành kính của chính mình để cúng dường như vậy mới tốt không có chánh pháp bạn chọn tràn phan bạo cái đó chỉ là hình thức không có nội dung giống như niệm phật đường hiện nay của chúng ta Đây là cần phải treo phan lọng Trong giảng đường treo tràng phan Báo hiệu cho biết hôm nay giảng kinh Trong quá khứ đây là thông điệp Thông báo với mọi người Đạo tràng này của chúng tôi hôm nay có giảng kinh Trên cụ cờ của chúng ta Có treo ký hiệu này Người ta chỉ nhìn thấy Liền biết hôm nay đạo tràng này có giảng kinh Có cộng tu Phan là cộng tu hiện nay nó chỉ còn là quá khứ bởi vì đô thị đều là nhà cao tầng sang sát nhau bạn treo cờ xí ở đó người bên ngoài không thể nhìn thấy được hiện nay chúng ta dùng báo chí quảng cáo dùng điện thoại để truyền đạt đây chính là ý nghĩa của tràng phan cái là bảo cái Đây là vật treo trên đỉnh tượng Phật Ý nghĩa tượng trưng của nó là phòng ngừa ô nhiễm Chúng ta ngày nay gọi là bảo vệ môi trường Dùng phương pháp gì để phòng ngừa ô nhiễm vậy? Dùng giảng kinh thuyết pháp Giảng kinh thuyết pháp Chính là phòng ngừa ô nhiễm Từng giây từng phút nhắc nhở bạn Giúp bạn giác ngộ Cho nên bạn phải hiểu được ý nghĩa Phải thật sự làm Từ đó cho thấy Treo phan là để đề sướng cộng tu Treo tràng chính là giảng kinh thuyết pháp danh phù hợp với thực nhiên đăng nhiên đăng là biểu thị điều gì xả mình vì người đốt cháy chính mình để soi sáng cho người khác dùng cách nói hiện nay là hy sinh phụng hiến Đem lại lợi ích cho chúng sanh Vậy bạn chân thật là thấp đèn Phải biết được hết thảy đều là biểu pháp Mọi người không hiểu được ý nghĩa này Cách biểu thị này của bạn không có ai hiểu không có ai biết vì nó có tác dụng gì cho nên nhất định mọi người phải đều hiểu biết muốn mọi người đều hiểu thì nhất định phải đem kinh giáo của phật giảng nói cho thật rõ ràng minh bạch sau đó những hiện tượng này mới có thể sanh ra hiệu quả được hoặc chuyển đọc tôn kinh phía trên dùng chữ chuyển tại vì sao phải chuyển đọc tôn kinh ý nghĩa của chuyển là gì là chuyển đổi ý nghĩ của chúng ta đọc kinh Ý nghĩ của chúng ta đều là ý nghĩ trong lục đạo luân hồi Tâm luân hồi Chuyển trở lại học Phật Bồ Tát Chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề Chuyển nghiệp luân hồi thành nghiệp Bồ Tát Học Phật phật không còn ở đời nữa cách học như thế nào vậy chỉ còn dựa theo kinh điển tam bảo khi phật còn tại thế thì tam bảo đầy đủ lấy phật là đệ nhất phật không còn ở đời nữa chỉ còn hình tượng của phật lưu lại thế gian cho chúng ta làm kỷ niệm thì lấy pháp bảo là đệ nhất y giáo phụng hành phải đọc kinh Phải nghiên cứu nghĩa kinh Đọc xong phải hiểu được Hiểu rồi phải làm được Hoặc cúng dường Phật tượng Cặp chư Thánh tượng Thánh tượng chính là tượng Bồ Tát Cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát Có hai ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất là báo ân giống như người trung quốc trong nhà thờ cúng bài vị tổ tiên vậy thờ cúng cha mẹ tổ tiên đền ân đáp nghĩa là ý nghĩa báo ân phật bồ tát là lão sư của chúng ta niệm niệm không quên lão sư ý nghĩa thứ hai là muốn noi theo người hiện tại ta phải học giống như họ vậy thường xuyên để hình tượng phật bồ tát ngay trước mặt chúng ta nhắc nhở chúng ta ta phải học giống như họ vậy Ta cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm Là ta hy vọng mình sẽ thành Bồ Tát Quan Thế Âm Ta cúng dường A Di Đà Phật Là hy vọng mình thành A Di Đà Phật Phải giống như Ngài vậy Là có cái ý nghĩa này Nãy chí niệm Phật Bồ Tát cập Bích Di Phật danh tự đây vừa là một đoạn vừa là một phương pháp niệm phật niệm danh hiệu bồ tát việc này đơn giản hơn việc trước hàm nghĩa ở trong danh hiệu phật bồ tát sâu rộng vô tận danh hiệu công đức không thể nghĩ bà chúng ta phải biết ý nghĩa hàm chứa trong danh hiệu nhất định phải niệm cho lưu xuất ra tánh đức của mình danh hiệu của phật là danh hiệu của tánh đức Danh hiệu của Bồ Tát là danh hiệu của tu đức Tánh tu không hai Niệm quan thế âm Bồ Tát Quan thế âm Bồ Tát là đại từ Đại Bi Niệm danh hiệu này Là niệm cho ra cái tâm từ bi của mình vậy thì chính là niệm quan thế âm bồ tát niệm danh hiệu bồ tát địa tạng là niệm cho ra cái tâm hiếu kính của chính mình đây là địa tạng địa tạng là hiếu kính văn thù là trí huệ Phổ hiền là thực hành Là thật làm Cho nên niệm danh hiệu của Bồ Tát Là phải niệm như vậy Như vậy mới thật sự có công đức Danh hiệu của Phật là tánh đức Niệm Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni Phật là nhân từ thanh tịnh Thích ca là nhân từ Mâu ni là thanh tịnh Niệm niệm Dùng tâm nhân từ Đối đãi với tất cả chúng sanh Ở trong tất cả cảnh duyên Luôn bố thí tâm thanh tịnh Của chính mình Đây là Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Niệm A-di-đà Phật A-di-đà Phật là vô lượng giác Giác mà không mê Giác tâm bất động Cho nên niệm câu a di đà Phật này Gọi là nhất tâm xưng niệm Niệm đến cực điểm Thì được nhất tâm bất loạn Nhất tâm là tâm bất động Tâm vẫn còn bị dao động Bởi cảnh giới bên ngoài sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài vẫn còn khởi tâm động niệm thì đó không phải là a di đà phật tâm có a di đà phật là tiếp xúc cảnh giới bên ngoài không khởi tâm không động niệm không có phân biệt không có chấp trước thì gọi là a di đà phật chúng ta có thể biết được cách niệm như vậy người sắp mạng chung vừa qua căng tay Dính diễn trở thành hạt giống đạo Công đức này lớn rồi Sức mạnh niệm Phật của chúng ta Hiện nay chúng ta dùng sống Để nói mọi người sẽ dễ hiểu hơn Cái sức niệm này chính là sống Tâm chân thành Tâm thanh tịnh thì sống này Vô cùng thù thắng Tuy người chết rồi Nhưng ý thức của họ vẫn còn Họ còn phải đi đầu thai Chúng ta nói A-lại gia thức vẫn còn Chỗ này nói làm cho danh hiệu thấu giàu, ổn thức, nghe biết A là gia thức để dẫn hoạt động Hoạt động thì nó cũng đang có sống Sống này của chúng ta có thể tạo ra tác dụng cảm ứng, đạo giao với sống của họ Đây chính là gia trì Vậy là họ nhận được lợi ích giúp họ gieo trồng hạt giống Phật vào trong a là gia thức của họ sức mạnh của hạt giống mạnh hay yếu là do ở người niệm của chúng ta người niệm Phật chúng ta rõ lý niệm niệm tương ưng thì sức mạnh của hạt giống này vô cùng mạnh mẽ nếu như chúng ta không rõ đạo lý này, cũng chắp tay rất cung kính niệm một tiếng Nam mô A Di Đà Phật này. Thì sức mạnh này sẽ tương đối yếu. Có lợi ích hay không? Có. Nhưng đời này không nhận được. Đây là nói một số phương thức tu phước của chúng ta. Đây chỉ nêu ra vài thí dụ. thị chư chúng sanh sở tạo ác nghiệp kế kỳ cảm quả tất đọa ác thú chữ kế chính là chúng ta quan sát khách quan chúng ta suy nghĩ thấy nghiệp mà họ đã tạo trong đời này bạn biết được nhân thì bạn sẽ biết được quả báo trong tương lai phật nói rất hay muốn biết quả đời sau xem tạo tác ngày nay nghiệp mà họ tạo tác trong đời này là gì suy nghĩ xem tương lai phải rơi vào trong cõi nào nếu như họ tạo ác nghiệp nhiều thì chắc chắn đọa đường ác Ác đạo bao gồm ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Một người học Phật Quan sát thì sẽ thấy rất rõ ràng Từ tập tánh Thị hiếu hành vi tạo tác Đối nhân xử thế của người này Là có thể phán đoán Tương lai họ sẽ đi về cõi nào Duyên thị quyến thuộc vị lâm chung nhân tu thử thánh nhân Thánh nhân là nói cúng dường phật bồ tát cúng dường phật bồ tát các vị đặc biệt phải biết tuyệt đối không phải cúng dường ở trên sự cúng dường trên sự tướng nếu bạn được quả báo thù thắng này thế thì chẳng phải trở thành hối lộ hay sao có tội nghiệp tặng cho phật bồ tát nhiều lễ vật một chút Ngài sẽ phù hộ ngay Việc này không những không có phước Mà còn tạo tội nghiệp nặng thêm Vì sao vậy? Trong ý nghĩa của chúng ta đã xem Phật Bồ Tát Cũng như là tham quan ô lại rồi Bạn nói thử xem cái tội này của bạn nặng hay không Không những không có giúp ích cho người chết Trái lại làm cho tội nghiệp của họ nặng thêm Cho nên nhất định phải biết Phía sau của hình thức Nó có tượng trưng Có công phu tu trị ở trong đó không những bản thân chúng ta Y giáo phụng hành Giả lại Pháp tượng trưng Còn có thể khuyên bảo đại chúng tu hành Đúng như Pháp Thì công đức này là lớn rồi Thánh nhân là nói từ chỗ này Tội nghiệp của họ Mới có thể tiêu diệt được Cách mà quan mục nữ và bà la môn nữ làm ở phía trước đó là tấm gương tốt chúng ta cần quan sát thể hội cho thật kỹ cách tu của họ là như thế nào xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây nhược năng cánh vị thân tử chi hậu thất thất nhật nội quảng tạo chúng thiện Năng sử thị chư chúng sanh vĩnh ly ác thú Đắc sanh nhân thiên thọ thắng diệu lạc Hiện tại quyến thuộc lợi ích vô lượng Đây chính là nói con người Sau khi chết rồi Ở trong phong tục tập quán hiện nay Có cúng thất Nguồn gốc của cúng thất là ở chỗ này Vì sao phải cúng thất Cách cúng thất như thế nào Mới thật sự có lợi ích đối với người đã mất Đạo lý này chúng ta phải biết Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết Đa số người sau khi chết rồi Không phải lập tức liền đi đầu thai ngay Sau khi chết rồi họ còn có một khoảng thời gian Trong thời gian này gọi là trung ấm Dù bị mất thân người trong cõi người rồi Nhưng vẫn chưa đi đầu thai Trong khoảng thời gian này Phật nói ở trên kinh khoảng thời gian này Đại đa số người Thì 49 ngày bảy cái thất Đa số đều đi chuyển thế Xem hạnh nghiệp của họ rơi vào cõi nào thì họ sẽ đi thọ quả báo cõi ấy. Trong khoảng thời gian này, mỗi 7 ngày, họ có một lần biến dịch sanh tử. Cái sanh tử này ở nơi họ mà nói là tương đối đau khổ. Ta làm những việc Phật sự này là để giảm bớt đau khổ cho họ. Làm tăng thêm phước lực cho họ Cho nên bảo bạn ở trong 7 lần 7 ngày này Quảng tạo chúng thiện Nếu như 7 lần 7, 49 ngày Mỗi ngày đều tu phước lành cho họ Thế thì phước báo của họ sẽ lớn Người thế gian là đến 7 ngày tu một lần Tóm lại là tu tốt hơn không tu Nói thật ra là Trong 49 ngày Mỗi ngày phải tu Như vậy mới là chân thật giúp đỡ họ. Cái duyên này là vô cục thuộc thắng. Người thân quyến thuộc hiện tiền phải hiểu rõ đạo lý này. Đây là ta và người, cả hai cùng có lợi. Và phương pháp tu phước. Phương pháp làm nói phía trước rất hay. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ Đây là việc làm có lợi ích nhất Tu phước Rộng tu tạo nhiều phước lành Ở trong đây bao gồm rất nhiều rất nhiều Thế nhưng lấy tụng kinh niệm phật hồi hướng làm chủ nếu như họ có năng lực đem tài vật mà người chết còn để lại rộng làm việc bố thí thì phước báo của họ sẽ càng lớn thêm nữa chúng ta cũng cần phải hiểu phải biết người thân quyến thuộc có thể làm thay cho họ thị cố ngã kim đối phật thế tôn cặp thiên long bát bộ nhân phi nhân đẳng khuyên ư diêm phù đề chúng sanh lâm chung chi nhật thận vật sát hại cặp tạo ác duyên bái tế quỷ thần cầu chư võng lượng đây là bồ tát địa tạng đại từ đại bi nói ra cho chúng ta biết những chân tướng sự thật này sau đó chúng ta mới biết rất nhiều những cách làm trong nhân gian thật là vô cùng bất lợi đối với người đã mất thực sự là hoàn toàn không giúp ích gì cho họ Mà còn tăng thêm tội nghiệp Cách làm này là rất tàn khốc Bồ Tát Ở trước Thế Tôn Trong hội chúng còn có Hàng trời rồng tám bộ chúng Người với phi nhân dân dân Để họ làm chứng kiến chứng minh lời bồ tát địa tạng nói ra từng câu đều chân thật tại vì sao ngài không nói chư phật như lai và đại bồ tát đến làm chứng kiến chư phật như lai đại bồ tát biết rõ họ biết quá rõ ràng rồi để cho những chư thiên quỷ thần này đến để làm chứng minh nhằm khuyên chúng sanh cõi diêm phù đề phải cẩn thận trong những ngày lâm chung Tuyệt đối không được sát sanh Tuyệt đối không được tạo ác duyên Cho nên người qua đời Phải lo hậu sự cho họ Phải mời người thân quyến thuộc bạn bè thân thích của họ Trong lúc hội tụ có rất nhiều đám là sát sanh Ăn thịt, cúng tế quỷ thần Đây đều là tạo tội nghiệp Đây là điều chúng ta Thường hay thấy ở mọi lúc mọi nơi Nếu chúng ta muốn cầu phước cho người đã mất nhưng lại đi giết hại chúng sanh để cúng tế. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ xem, có phải là sợ người mất này lúc còn sống tạo nghiệp sát vẫn chưa đủ nên tạo thêm cho họ một chút nữa, thế thì chẳng phải là ý này hay sao? sợ họ đọa lạc còn chưa đủ sâu nên nhấn cho họ xuống sâu thêm một chút nữa là làm chuyện này vậy là hoàn toàn sai lầm rồi đạo lý này cần suy nghĩ nhiều thêm phía dưới đây mới nói ra đạo lý tại vì sao như vậy Tại vì sao không được phép giết hại Tại vì sao không được phép tạo tác ác duyên Hà dĩ cố Nhĩ sở sát hại Nảy chí bãi tế Vô tim hào chi lực Lợi ích vong nhân Đảng kết tội duyên Chuyển tăng thâm trọng Lời khai thị này chúng ta nhất định không được lơ là Phải nhớ cho thật kỹ bởi vì sự việc này chúng ta thường hay gặp phải nên nhất định phải giảng rõ ràng giảng minh bạch để cho họ giác ngộ cúng tế quỷ thần thật sự không có giúp ích gì cho người chết cả nhất định không được khởi vọng tưởng nghĩ rằng họ tạo tác tội nghiệp chúng ta cúng tế quỷ thần thì quỷ thần sẽ tha thứ cho họ quỷ thần sẽ miễn xá cho họ không có đạo lý này rồi thế gian có thể có một số người tham ô hối lộ chứ ở trong quỷ thần không có lời trong sách xưa nói thông minh chánh trực đó là thần những người nịnh hót quỷ thần hối lộ quỷ thần này hy vọng quỷ thần có thể tha thứ miễn xá đây là loại tâm lý sai lầm đây là hành vi phạm tội làm gì có thể nhận được sự giúp đỡ chứ cho nên cách làm này chỉ có kết thêm tội duyên người hiểu rõ đạo lý này việc hôn lễ đám tang ăn mừng tiệc vui trong thế gian của chúng ta trong những buổi yến tiệc này tuyệt đối không được sắc sanh Sát sanh đó chính là hai câu nói này Chỉ có kết thêm tội duyên của người đó Làm cho càng thêm sâu nặng hơn mà thôi Trong bộ kinh này nói rất nhiều và rất tỉ mỉ Ngày sanh nhật, mừng thọ Bạn hy vọng trường thọ Bạn giết hại những chúng sanh này Bạn có thể được trường thọ hay sao? Con người có cái khổ già Có khổ bệnh Lúc lâm chung Chúng ta Không nở lòng Nhìn thấy Cái hiện tượng khổ đó Tại vì sao họ lại có những hiện tượng đó vậy Do họ không hiểu đạo lý Trong đời họ chỉ biết kết tội duyên Với chúng sanh cho dù là trưởng giả rất giàu có của thế gian cũng không thể tránh khỏi khi người nhà giàu có chết họ tạo tác đủ thứ nghiệp chướng chính mắt chúng ta trông thấy gia tộc giàu sang quyền thế khi chết đều là bị bệnh khổ trong thời gian rất dài hiện nay gọi là chứng xa xúc trí huệ người già đến thời kỳ cuối là không còn biết gì nữa người thân quyến thuộc cũng không nhận ra mê hoặc điên đảo ở trong tình trạng này họ sẽ đi về đâu đương nhiên là ba đường ác rồi cả đời có phát đạt có huy hoàng đi nữa sau khi chết đi đọa ba đường ác bạn nói xem họ có thành tựu gì Không bằng một người nghèo khổ thế gian Thật thà niệm Phật Mà tiền đồ của người ta là đi làm Phật Ở thế giới Tây Phương cực lạc Đâu có thể sánh với người ta được chứ Cho nên bạn ở thế gian Có tài sản muôn ức Cũng không thể sánh bằng người nghèo khó Niệm Phật giảng sanh Không thể sánh bằng Chúng ta nhìn thấy người ta Biết trước giờ đi Tự tại giảng sanh Không có bệnh khổ Đứng giảng sanh Ngồi giảng sanh Đây là phước báo chân thật Đây mới là hưởng thụ cao nhất Của đời người Lúc lâm chung sợ nhất là mê hoặc điên đảo Một khi lâm chung mê hoặc điên đảo Thì ngay cả trợ niệm cũng không thể giúp được gì Trợ niệm nhất định là người này Lúc đi thì thần trí sáng suốt Cho đến lúc nhất hơi thở cũng sáng suốt Không bị mê hoặc Thì việc trợ niệm này là có giúp đỡ rất nhiều Họ có thể nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn được sanh tịnh độ cho nên chính bản thân chúng ta phải nghĩ đến tương lai khi mình lâm chung có bị mê hoặc điên đảo hay không nếu muốn mình lâm chung có bị mê hoặc điên đảo nhất định phải tu phước chúng ta gọi là ngũ phước điều cuối cùng của ngũ phước dùng cách nói hiện nay để nói là chết lành đó thật sự là có phước chết lành thì nhất định sẽ sanh lành tức là nói đời sau bạn đầu thai nhất định là cõi lành đây là đạo lý nhất định nếu như lúc chết mê hoặc điên đảo thì không có phần ở cõi lành Từ đó cho thấy Chúng ta ở trong đời Tuyệt đối không kết oán thù với chúng sanh Tuyệt đối Không được phép làm tổn hại một chúng sanh nào Chúng sanh đều là phàm phu Bạn làm tổn hại họ, họ ôm hận ở trong lòng Họ dính diễn không quên Đợi có cơ hội sẽ trả thù Hoàng hoàng tương báo không bao giờ dứt Không những không được phép giết hại chúng sanh Mà khiến chúng sanh sanh phiền não Cũng là tội lỗi Ta khiến chúng sanh sanh phiền não Thì chúng sanh sẽ khiến ta sanh phiền não Hoàng hoàng tương báo Cho nên muốn thuận bùm xuôi gió Trên đường Bồ Đề Thì phải nhớ kỹ hai câu này Không được phép kết oán với người khác Phật dạy chúng ta Khi tiếp xúc với đại chúng Phải ôn hòa, nhã nhặn Chúng ta phải thường suy nghĩ là Chúng ta dùng thái độ gì đối với người Thì người ta sẽ dùng thái độ ấy đối với ta Những gì mình không muốn Thì đừng đem cho người khác Hàm nghĩa Ở trong đây Rất sâu, rất rộng Xem tiếp đoạn này dưới đây Giả sử lai thế Hoặc hiện tại sanh Đắc hoạt thánh phần Sanh nhân thiên trung Duyên thị lâm chung Bị chư quyến thuộc Tạo thị ác nhân Diệt lệnh thị mệnh Trung nhân Ương lũy Đối biện Vãng sanh thiện xứ Đoạn này nói rất hay Đây là sự thật Giả sử lai thế là nói người sắp mạng chung Đã chết rồi Sau khi chết rồi Đó chính là thuộc về đời sau Hoặc hiện tại sanh Là người này vẫn chưa dứt hơi thở Nhưng mà người này lúc còn sống là người thiện, là người tốt Bản thân không có tạo tác tội nghiệp gì Bởi vì người thân quyến thuộc của họ sát sanh Cúng tế Lễ bái những quỷ thần này Cầu các loài quỷ quái Quỷ quái là tà thần, tà đạo Lúc bệnh nặng, nguy hiểm rồi Cầu những quỷ thần này đến giúp đỡ Không biết được việc họ tạo là tội nghiệp Sát sanh cúng tế Sát sanh là vì người bệnh này vốn dĩ Là họ có thể sanh về cõi lành Được sanh vào cõi nhân thiên Họ sanh về cõi lành Bởi vì người thân quyến thuộc Tạo những tội nghiệp này Nên họ Phải gánh lấy tội nghiệp đó Họ phải đến chỗ vua Diêm La để biện luận Cho nên bỏ lỡ việc sanh vào cõi lành Là vãng sanh thiện sứ Nếu như đã dứt hơi thở rồi Họ còn phải biện luận ở chỗ vua Diêm La Nên bỏ lỡ thời gian họ sanh về cõi lành nếu như chưa có dứt hơi Họ phải chịu nhiều thứ đau khổ trên giường bệnh Vì thần hồn của họ đang ở đó biện luận đây là thật không phải là giả cho nên người học phật lúc lâm chung đó là thời khắc mấu chốt của chúng ta người thân quyến thuộc chăm sóc xung quanh bạn nhất định phải biết đạo lý này tuyệt đối không được làm sai cho nên hiện nay trong quyển Lâm Trung nên biết Lúc xưa sách này có tên là Sức Trung Tân Lương Văn tự tương đối sâu Người hiện nay không dễ gì xem hiểu được Cho nên dùng văn bạch thoại Viết lại Quyển sách nhỏ này rất quan trọng Người thân quyến thuộc Trong lúc bệnh nặng nhất định phải đưa cho mỗi người trong gia đình đọc đều phải hiểu rõ làm thế nào để tiễn đưa người chết tiễn đưa người chết đúng như lý như pháp và thật sự giúp đỡ họ cách thức tiễn đưa người chết trong thế tục có rất nhiều vấn đề chúng ta đọc kinh này bản thân cần tư duy thật kỹ suy nghĩ xem phật nói có đạo lý hay là người thế tục làm có đạo lý phải bình lặng tỉ mỉ mà tư duy quan hệ với lợi hại được mất ở trong đây quá lớn một khi đọa vào đường ác thì thời gian được tính bằng kiếp. Trên kinh thường nói vô lượng kiếp đáng sợ biết bao. Nếu như chúng ta yêu thương người thân quyến thuộc thì làm sao có thể nỡ lòng để cho họ đọa ba đường ác chứ? Cho dù họ tạo tác ác nghiệp chúng ta cũng tìm phương pháp khiến cho họ từ trong ba đường ác sớm được siêu sanh mà thoát ra. Làm sao có thể nở lòng để cho họ đọa ác đạo được chứ Bên dưới nói Hà hướng lâm mệnh chung nhân Tại sanh vị tầng hữu thiểu thiện căn Các cứ bổn nghiệp tự thọ ác thú Hà nhẫn quyến thuộc Cánh vi tăng nghiệp Huống hồ Người sắp mạng chung này Trong lúc sanh tiền Làm việc thiện ích Cả đời tạo tác Việc ác nhiều Thiện ích Sức của ác mạnh Sức của thiện căng Yếu ớt Các cứ bổ nghiệp Tự thọ ác thú cho nên chúng ta ở nhân gian hiện nay nhìn thấy là mang thân người. Nếu quan sát tỉ mỉ hơn, họ có phải là người hay không? Trong sách tả truyện của Trung Quốc nói: Con người bỏ đi đạo thường thì yêu quái hưng thịnh. Cái ý này giải thích thế nào? nếu con người bỏ đi đạo làm người thì cái thân này là yêu ma quỷ ngoái không phải là người thường là gì thường chính là ngũ giới nho gia nói thường là nhân lễ nghĩa trí tính nếu người này bất nhân bất nghĩa không giữ lễ không nói đến chữ tính Thì người này chính là yêu ma quỷ quái Không phải người Hiện nay là giống hình dạng của một con người Sau khi chết rồi sẽ vào tam độ Cho nên chỗ này nói Đều theo ác nghiệp của họ Đã gây tạo mà tự phải xa đọa vào ác đạo Người thân quyến thuộc Sao nở lòng dẫn tạo những ác nghiệp này Để cho họ phải gánh chịu Vậy là quá đổi sai lầm Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng đến chỗ này A-di-đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ a móc gmail com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.